Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa cái đầu số kỹ thuật số T2 đang bị mất nguồn này, mình cắm vào các bạn xem. Thấy không? Không bên nguồn. Và sau đây mình sẽ bắt đầu tiến hành mở kiểm tra xem là nó bị làm sao. Đây các bạn nhé, đây bông nguồn của nó này. Con này đang bị nổ tan IC luôn này các bạn. IC này của nó thì hiện giờ đang là không có chỉ số nhưng mất hết tên rồi. Nếu mà các bạn có một cái đầu khác thì các bạn có thể lấy ra để tìm chỉ số IC, nếu mà các bạn không có đầu khác thì các bạn tiến hành là dốc các cái mệnh này ra, dốc ra xem cái mảnh của nó lúc nó nổ nó sẽ văng lại đây. Cái mảnh của nó đây, mình ghép vào đây. Con này nó là 723. Con IC hiện giờ mình không có nhé. IC mình không có. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là thay thế cái bo nguồn này bằng một cái củ nguồn sạc điện thoại. Bây giờ thì tạm thời mình sẽ dừng lại để mình tháo cái củ sạc điện thoại ra cái nhé. Còn đây là sạc Oppo này. Mình tháo cái sạc để mình lấy cái main nó trong ra. Đây. Thì sau một hồi tháo lắp thì mình đã tháo được cái main của nó ra đây. Đây là cái main sạc đấy. Main của củ sạc. Các bạn để ý này, đầu ra của sạc này nó 5V nha. Đầu ra của sạc này nó là 5V. Bây giờ mình sẽ tiến hành là tháo bỏ bớt các linh kiện không cần thiết trên cái bo nguồn này ra, tháo vứt luôn. Trước tiên là tủ lọc này, lọc nguồn này, các linh kiện liên quan như là biến áp này, tháo hết ra để cho nó lấy không gian. Giờ mình đã tháo được tháo ra này. Các bạn tháo hết mấy cái phụ linh kiện liên quan ra nhé. Mình tiến hành mình tháo nốt con IC này ra. Thank you.
Để mà sửa cái bom nguồn này cũng rất đơn giản thôi. Một là các bạn tìm IC đúng như thế này và kiểm tra các mạch dò sai xem nó chết con gì gây ra chết con IC nguồn này. Hai các bạn có thể là cấy sau cái khói của nguồn điện thoại này, nguồn sạc điện thoại này. Rất đơn giản. Đây mình tạm thời dừng video, mình tháo hết các cái linh kiện xung quanh cho các bạn xem, cho mình cấy cho các bạn xem. Sau một hồi loay hoay mình tháo về cơ bản là gần hết linh kiện như thế này rồi. Nên các bạn tiến hành ướm nó vào thử. Bạn thấy chưa? Vừa khít luôn này. Để tiến hành mình tháo nốt mấy con diode này ra thôi. Đây nha, tiến hành mình tháo thành công cái bo này rồi. Đấy, khi mình ướm lên thì nó vừa khít luôn này. Bây giờ các bạn tiến hành kiểm tra tìm hai chân nguồn của nó, hai chân nguồn của cái dây điện thoại. Thì hai chân nguồn của cái cái sạc điện thoại này là nó chính là hai cái chân mà đi vào cầu nắn này. Bạn lần ngược trở lại. Như con này của mình là mình lần ngược trở lại thì là nó chính là hai chân này, chính là hai chân nguồn. Thì là bắt đầu mình thế này, mình nối hai chân nguồn vào hai chân qua cầu chì này, hai chân đưa điện vào áp vào. Đấy, thì bây giờ khi các bạn hàn xong dây nguồn thì các bạn tìm cho mình cái dây mà đây là hai dây đường điện vào này. Các bạn tìm cho hai dây thông ra đâu thì các bạn hàn vào hai chân này. Đấy, như chân này của mình đo là nó thông này, bạn đồng hồ về thang nhân 1 nhé, chập quay lại chỉnh về 0. Đấy, bây giờ mình đo chân này thông ra đâu, hai chân này. Bạn thấy không? Một đường thông ra chân này nhé. Đấy, chân bên này sao? Chân này thông ra chân này. Bây giờ mình sẽ hàn hai cái dây vừa mình của cái cục sạc vào hai chân này. Đây. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắm vào, mình đo nguồn lại một lần nữa xem có đủ nguồn không. Cắm điện rồi nhé, bây giờ mình tiến hành mình đo nguồn lại xem là 5V nó có đủ không.
Đây, bạn đồng hồ về thang 10V AC. Các bạn một que để mát nha. Muốn biết mát ở đâu thì các bạn lật lật cái mê này lại. Bạn nhìn này, con tụ này. Con tụ của mình nó có hai chân. Một cái chân mà có ký hiệu này là chân mát nha. Chân còn lại sẽ chân dương, còn mình sẽ to hai đầu con tụ đấy. Dương. Chân âm bên ngoài. Không có điện. Cách trong lúc mình tháo ra nó bị đứt đâu rồi, chờ tí mình kiểm tra lại nhé, đo lại xem cục sạc để xem nó bị đứt ở đâu. Này chắc là lúc đấy mình ra mình va đập mạnh nó đứt mất cái cuộn dây này. Cuộn dây lỏng nhiễu này, xem dây bên này nó vào. Đây các bạn, chắc lúc đấy mình va đập mạnh quá đứt mất cái cuộn dây này nhé. Giờ mình tiến hành nối cuộn dây lại. Nếu mình lấy dao mình đập cái cục sạc ra nó bị bẻ. Dây đấy là cuộn lọc nhiễu công nghiệp thôi, mình có thể bỏ hoàn toàn bỏ được. Giờ mình tiến hành mình đo lại nhé. Đo hai đầu trụ lọc nguồn 5V. Đây các bạn thấy không, 5V mình lên đủ này. Đủ 5V nha. Giờ tiến hành mình đo, mình chỉ bắt đầu mình đưa cái nguồn 5V này vào cái bo nguồn này. Mình cấy bộ nguồn 5V vào bo nguồn này. Để mà tiến hành cấy nguồn 5V vào bộ nguồn này, các bạn đầu tiên phải xác định cho mình là nguồn 5V của mình nó nằm ở đâu. Các bạn nhìn này, trên bộ nguồn này của mình ấy, nó có một con diốt, các bạn thấy không ạ? Cái đầu màu trắng trắng này này, mình sẽ nối dương vào đây. Và âm ấy thì mình nối vào mát. Mát có thể mình nối vào cái chân vào mát USB này cũng được. Hoặc là các bạn lần xem âm tụ và dương tụ là ở đâu. Thấy âm dương tụ này đi. Chưa? Bây giờ mình tháo hết mấy cái không liên quan, vứt hết đi.
sau khi tháo xong thì nó sẽ quang như thế này. Thì là các bạn sẽ nối cái củ nguồn này vào cái bo đây xem nó có hoạt động hay không. Bởi vì nhiều khi nhé, bo nguồn này nó chết, nó xông lên, nó làm chết mất cái IC trên này hoặc là chết mất linh kiện trên này. Để phân biệt cho rõ ràng trên âm trên dương thì bây giờ mình sử dụng hai sợi dây, một cái sợi màu đỏ và một sợi màu đen nhé. Sợi màu đen các bạn hàn vào mát, sợi màu đỏ các bạn hàn vào dương nguồn. Tiền tráng thiết này dây màu đen các bạn hàn vào âm tụ nhé. Âm tụ là cái vạch, cái tụ, con tụ có màu trắng này, hàn vào chất âm một tụ để hàn bên dưới này. Chưa, tiếp tục đến dây màu đỏ. Dây màu đỏ nhé, các bạn hàn vào dương con tụ này, cái cực còn lại này, chân còn lại là dương tụ. Đấy. Bây giờ tiến hành mình đấu vào bo nguồn này thôi. Đấy nha. Các bạn thấy trên bo nguồn của mình nó cũng có một con tụ, con tụ đầu ra nhé. Thì nó có một cực âm, là cái cực có cái vạch này, và cực dương, là cực không có gì. Giờ mình tiến hành hàn cực âm vào. Âm, là vào âm con tụ này nhé. Cực còn lại con tụ đương nhiên là cực dương rồi. Trường hợp này là dành cho trường hợp mà không có IC thay nha các bạn nhé. Nếu mà không có IC thay, không có độ thay, các bạn có thể cắt dây nối trực tiếp vào cũng được. Bây giờ mình tiến hành mình cắm điện xem. Bạn thấy chưa? Lên rồi này. Đây, bây giờ mình tiến hành mình găm vào xem là nó có lên hình không nhé. Bây giờ mình bắt đầu mình găm vào xem có lên hình không nhé. Mình găm đầy đủ vào anten này, vào dây tín hiệu. Đây, mình bấm mở nguồn lên. Tắt đi cho nó dễ nhìn. Bạn thấy không ạ? Hình của mình lên ok nhé. Vậy là các bạn đã, hôm nay mình đã dẫn cho các bạn được chế sửa các cái nguồn đầu phía số bị chết không lên điện bằng cách là chế các cái bo nguồn của sạc điện thoại di động vào cục sạc này, mà càng cục sạc di động này, hoặc là các bạn thể là sử dụng các cái cục sạc của các cái nguồn một số loại nguồn khác cũng được, miễn sao là đủ 5V là được, là nó đưa lên là ok. Như các bạn nhé.
Cảm ơn các bạn theo dõi kênh.